Nghe em, chị Nhi ơi, tiếp tục thử món. Hả? Tiếp tục à? Tiếp tục. Rồi, tiếp tục là đây là món gì trong cái chuỗi test món Hôm nay em có món mới là món bơ già dừa non á chị. đây? Ồ, nghe hấp dẫn, món này bữa qua Catinat uống cũng ngon nè. Rồi, ok, giờ đưa món chị thử coi. Dạ đây, chị thử nha. Rồi, món này là đã thử nghiệm chưa? Thử nghiệm số đông người uống chưa? Thử nghiệm rồi, 500 anh em thử hết rồi á chị. Ừ, lấy chị miếng giấy. Đây, có một món nha, phòng đào tạo hôm nay làm món bơ già dừa non này cả nhà. Ừ. Thường thì phòng đào tạo làm món là theo kiểu là sẽ bàn bạc với Nhi trước là tuần đó là sẽ làm món gì. Thì thường một tuần là test cả chục món nha. À, tuần đó là mình sẽ test những cái món gì đang hot trend và Nhi sẽ góp ý. À, các bạn đưa ý tưởng, sau đó Nhi sẽ góp ý trên ý tưởng, rồi góp ý về ý tưởng định lượng sau đó các bạn sẽ làm. Các bạn làm cho đến khi nào mà nó ngon. Các bạn thử nguyên cái team tự thử thấy ngon, team test món thử thấy ngon, sau khi team test món thử thấy ngon rồi thì tiếp tục là sẽ mời 500 anh em Vinpa uống thử đó. Thì nhân viên Vinpa khoảng hơn 100, thì mình sẽ mời ít nhất là 50 người uống thử, mà trong đó là phải có là 80-90% là thấy ngon thì sau đó mới được là đưa cái công thức cho Nhi thử. Bởi vì Nhi rất là nhiều việc á, và cái việc mà mình cứ uống thử hoài như vậy á thì nó sẽ mất thời gian, cho nên thành ra là phải có một cái quy trình test món rất là quy chuẩn. Đó, từ cái việc là duyệt duyệt công thức để test, rồi chuyển sang cái giai đoạn là mình sẽ gợi ý cho các bạn về cái định lượng, sau đó là bắt đầu thử nghiệm trên nhóm 10 người, sau đó thử nghiệm trên nhóm 50 người, và khi mà trước khi đi dạy thì chắc chắn mới thử nghiệm trên nhóm 100 người, rồi đi bán hàng rồi tiếp tục thử nghiệm. Mình món nào là mình cũng thử nghiệm liên tục chứ mình không ngưng. Ví dụ có những món mà ra đời ở Vinpa cách đây 9 năm thì đến bây giờ mà mình còn đi dạy nè, mình còn triển khai nó bán ngoài quán mình là mình còn thử nghiệm. Bởi vì cái gu của thị trường, cái nhu cầu của thị trường nó thay đổi theo năm tháng, chứ không phải là nó ổn định nha. Mọi thứ trên cuộc đời này đều là vô thường hết. Và khi mà mọi thứ nó đều vô thường như vậy á thì cái vị giác của người tiêu dùng nó cũng vô thường. Giống như ngày xưa á, là khi mà trà sữa mới về Việt Nam á thì nó chưa thịnh hành á, thì cái việc mà uống trà sữa cái nó sẽ thiên về nhẹ vị trà, giống như trà sữa coi hơn. Ừ. Nhưng mà ngày càng về Việt Nam thì trà sữa nó ngày càng được nhân rộng á, thì cái gu trà nó bắt đầu đậm dần lên theo năm tháng. Vì vậy là mình phải có sự điều chỉnh để cho phù hợp ha. Rồi, thì nói một chút về cái chuyện làm nghề là test món hàng tuần. Bây giờ trong tay như là có món là món gì quên là dừa non bơ Bơ già, có cái món tên gọi là bơ già dừa non, thì đó là cái tên mà Catinat đặt rất là hay. Tuy nhiên cái bản chất của món này nó là gần giống như sinh tố bơ mà kết hợp với nước cốt dừa. Thì bây giờ Nhi ăn thử cái phần bơ trước nha, và ở trên cùng á thì nó sẽ có cái phần cơm dừa, cái này gọi là cơm dừa khô, rất là ngon, ăn thử nha. Ừ, ngon nha. Đang Sài Gòn đang vào mùa rất nóng. Như ăn thử bơ thì ngon rồi, bây giờ như trộn thêm cốt dừa lên ăn. Ừ, chờ như chút, tăng cái này lên chút cho nó dễ thấy nha. Cốt dừa Lộc Phát á chị, giới thiệu luôn không? À, cái này là làm từ bột cốt dừa Lộc Phát luôn. Dạ Ừ. đúng rồi. Bột cốt dừa Lộc Phát thì Nhi hay ưa dùng để làm cốt dừa cho các công thức, bởi vì là nó dạng bột á, mình dễ bảo quản lắm, khi nào mình dùng mình hòa nước sôi thôi. Ừ, chứ mình không cần dùng tươi, không cần xay từ nước cốt tươi. Đó, bây giờ Nhi trộn đều lên rồi, Nhi thử nha, thử cái phiên bản mà mình trộn đều nha. Nếu mà người nào mà uống cái này mà ngọt ít á thì được đó, cái này hơi nhạt á. Nói chung là vị béo vừa, thơm bơ thơm dừa, nhưng mà để thử lại coi cái vị dừa nghe rõ chưa nha. Vị béo được, vị dừa hơi thiếu vị dừa và hơi thiếu vị ngọt một chút. Sắp ngon rồi đó,
Sắp ngon rồi. Em bỏ bao nhiêu gam cốt dừa trong này đây? Dạ 20 gam với 40 nước sôi. Ừ. Ừ, để mình sẽ tăng lên cái độ béo của dừa một chút nữa, cái mùi dừa một chút nữa. Và sẽ tăng ngọt. Chắc phải tăng ngọt. Thử bỏ 5ml nước đường vô đây coi. Bỏ trực tiếp vô đây luôn. Nói chung công việc mỗi ngày là rất sung sướng anh chị ạ. Chỉ việc ngồi làm gì làm xong rồi suốt ngày là từ ngày này sang ngày khác là một tuần phải thử và ra được ít nhất 10 món. Món mới liên tục. Tiếp mà nằm mơ mà cũng bị ám ảnh món mới luôn. Bởi vì mình làm việc là mình phải đặt ra chỉ tiêu, mục tiêu để mình làm. Mà mình là học viện đào tạo nữa thì mình phải có món mới liên tục. Mà học viện đâu phải dạy mỗi một khóa đâu. Dạy trà sữa, dạy cà phê, dạy sinh tố, dạy nước ép, dạy bánh mì, dạy bánh, rồi dạy đủ thứ trên đời hết. Nói chung cái gì cũng dạy hết. Thành ra mà mỗi cái khóa học như vậy đều phải có những cái món mới cho những cái khóa học đó. Thành ra là mình cũng bị dí nha, mình bị dí công thức món mới nha mọi người. Ngoài dí công thức món mới mình còn bị dí content nữa nha. Mấy đứa phòng marketing suốt ngày nó bắt chị Nhi phải quay lên ăn cái gì, quay lên ăn cái gì, quay lên cho tụi em. Nên dạo này mọi người thấy Nhi ăn uống Nhi quay hơi nhiều đó. Tiếp tục nha, sau khi thêm đường thì thử coi nó ngon hơn chưa. Có vẻ vừa hơn rồi đó, nãy hơi nhạt. Chị thấy được, em thử coi. Lấy cái muỗng múc thử coi. Thêm béo vô hả? Ok, thì đó, cái món này thì gần ngon rồi. Còn thiếu béo, thiếu mùi dừa một tí thôi. Nhưng sẽ cần chỉnh thêm cho ra công thức thật là ngon để dành tặng cho chúng ta nha. Vì vậy những anh chị nào mà đang rất thích cái công thức bơ già dừa non này á, comment bơ già dừa non để được chia sẻ nha. Comment ngay bơ già dừa non để được chia sẻ. Và bây giờ thì tạm thời thì Nhi sẽ tiếp tục test món để cho thành công đây. Chào tạm biệt, cảm ơn cả nhà đã xem video nha.